Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì sau đây em sẽ qua chi tiết con bao cover BM15. Đây là những một trong những con bao hãng cover đưa đến người dùng. Có một hình thức cũng như là mèo mèo bạc nha các bác. Mèo bạc, face shape rất là đẹp nha. Con này 1200W, là một trong những con đẩy nghe nhạc cao cấp với công suất cực kỳ lớn, chạy 20 sò sách Motorola nha quá. Đây, nó nằm phía dưới nha. 2, 4, 6, 8, 10. 10 con mỗi vế, tổng 12 con. Đây là cái quạt từ nha các bác. Êm ru không nghe một tiếng động gì luôn nha. Máy rất là mới nha các bác. Con này thì giá 11 triệu 500 ngàn, đã bao gồm phí ship, các bác thấy tem cơ và còn nguyên hết nha. Là trên tăng phô. Đây, những cái trạm trạm loa mới tinh. Con này điện 110 120 nha các bác, quay trước quay sau là còn đầy đủ hết nha. Thấy bo mạch, bo âm sắc cho mỗi vế nha, vế trái vế phải và sò công suất có thay đổi mới. Đây là hai tụ lực nguồn chính và hai tụ lực nguồn phụ nha các bác, tổng là 4 tụ lực nguồn. Con này mà các bác chơi full 30 hoặc là những dòng boss, dòng mà BMB chơi gia đình, đối với boss các bác chơi hai cặp boss lớn luôn, 601 series 3 hai cặp hoặc là 701 hai cặp hoặc là những cặp 301 series 3 vân vân, các bác có một con ba chất âm hay, nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời của hãng cover giúp boss thì phê rồi, và các bác chơi lo full thì nó cũng không phải là đơn giản nha, đánh là full rất là mạnh nha các bác. 1200W là 20 sò sách Motorola thì các bác sẽ đủ lực, là các bác dư sức các bác chơi những cặp full nha. Về thiết kế của dẫn dòng cover thì nó có một thiết kế gọn gàng, không rườm rà, các bác có thể bố trí trong những cái tủ, nó sẽ không chiếm diện tích lớn. Hay bác nào mình yêu thích cover BM15 thì liên hệ cho em Chiến nha. 1200W, 20 sò Motorola, mẹ cực đẹp nha. Về phần phía trước thì trưng bày thì khỏi bàn rồi. Đây là hai cái đèn tia, hai volume. Còn đây là cái nắp nha các bác, cái nắp. Đấy, em mở sẵn ra rồi. Phía sau thì quá đẹp rồi các bác. Ruột gan thì mới tinh rồi. Nhưng con này là Mỹ nòi nha các bác. Đấy. Đường tín hiệu vào có sử dụng ba lăng hay là sao ly đều ok nha. Con này gọi là quá đẹp nha, các bác nào sưu tầm thì alo cho em Chiến nha. Rồi, các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha, ấn vào nút kia đăng ký ở góc phải màn hình. Rồi sau đây em dừng video và tiếp tục video mới.